Vâng ạ, tiếp tục với một vụ việc đáng chú ý khác thì cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy lực lượng chức năng bao vây để bắt giang hồ, chứ hiếm khi nào mà thấy một băng nhóm giang hồ lại tổ chức bao vây gây sự với lực lượng cảnh sát ngay giữa ban ngày. Vụ việc xảy ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được 4 ngày, nhưng đến ngày hôm nay 15 tháng 6, công an mới bắt Ngô Văn Giang, tự Giang 36, một đại ca giang hồ có tiếng ở khu vực chợ Điều, phường Long Bình để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Giang 36 là người được xác định huy động hàng chục đàn em kéo đến bao vây ô tô chở nhóm 4 người, trong đó có 2 cán bộ công an tỉnh Đồng Nai và một đại tá về hưu. Bất kể hàng trăm cảnh sát đến hiện trường nhưng nhóm này vẫn bao vây xe và không chịu rời đi. Trước khi bắt khẩn cấp, công an đã khám xét nơi ở của trùm Giang 36 tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Hiện công an tiếp tục truy bắt những nghi can liên quan. Thông tin từ công an, đến trưa ngày 12 tháng 6, một nhóm thanh niên ăn uống tại quán Lam Viên xảy ra mâu thuẫn với nhóm cảnh sát trong lúc đi vệ sinh. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, khi mà nhóm công an ra về thì bị nhóm giang hồ bao vây giữa đường và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Phải đến khi hàng trăm cán bộ thuộc các lực lượng công an thành phố đến giải vây thì nhóm giang hồ mới chịu giải tán. Vâng, điều đáng nói là trong câu chuyện này là chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt nhưng mà nhóm giang hồ đã huy động lực lượng rất đông đến để mà gây sức ép. Thậm chí là khi thấy cảnh sát đến nhưng mà chúng lại không hề sợ hãi hay là giải tán, chạy loạn. Điều đó cho thấy là nhóm giang hồ này coi thường luật pháp và sẵn sàng đe dọa cả những người được bảo vệ pháp luật. Vâng, tôi cũng được biết là trong số những người trên ô tô bị bao vây thì có 3 người là cảnh sát. Trong đó một người nguyên là trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Biên Hòa. 2 người công tác tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi biết thông tin về sự việc này thì có rất nhiều người phải thốt lên là đến cả những người được đào tạo nghiệp vụ, được trang bị vũ khí như là công an còn phải lép vế trước côn đồ. Thì thử hỏi là người dân tay không tấc sắt có thể làm gì để có thể bảo vệ mình nếu như mà gặp tình huống tương tự và cầu cứu được ai. Do đó mà việc trừng trị nghiêm khắc với những kẻ giang hồ là điều cần thiết để có thể lấy lại sự nghiêm minh của pháp luật.